rồi xong là má chồng em ra cạo xe. Thì nó sẽ tốn tầm 50 phút thôi. Còn hôm nay cạo là nửa tiếng đến một tiếng. Vậy sao không cạo? Nó bị nó cứng ngắc như đá luôn, tại cái 20 độ nó không thể nào nó mềm được. Đó, sao anh vậy? Đến anh nói chuẩn bị chứ sao anh chạy được? Nó vừa cứng vừa dày. Anh không chuẩn bị anh không chạy được đâu. While Israel withdraws thousands of soldiers from Gaza, deployments northward to guard the Lebanon border keep this man in business. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.